đấy các bác, cây tròi mòi quái, tôi cứ gọi là tròi mòi bắc đi, vì ngoài tôi là cái cây này nó nhiều, ở trên núi rất là nhiều và nó rất là dễ sống. 4 triệu cùng đen, nó cao độ mét rưỡi gì đấy. Đấy, hoa này, hoa dập trời luôn, sau là quả. Cây có hoa bonsai, có hoa, có quả thì còn gì tuyệt vời nữa. Cái gì đây Việt? Trời mòi đấy bác. Trời mòi. Có hoa, có quả. Cái gì anh? Trời mòi này. Chín, quả chín chùm như chùm nho màu tím. Cái cây này. Đấy, bây giờ này trên núi. Cái này quái. Cây rất quái, co lắc. Bè tạc nha. Tìm biển. Đấy. Đấy, 33 này hạ hai cái này đi rồi. Sang đây thì bây giờ nó là bao nhiêu? Sang đây thì bây giờ giá nó là bao nhiêu? 12 triệu. Si này, si bút đỏ. Đây, mai làm thế này, định hướng là thế này. Si bút đỏ. Đấy. Bệt thật lệt. Đúng rồi, con 33 luôn. Thế còn con này bao nhiêu? 2,5 triệu. Nhiều hoa nhỉ, đúng mùa hoa. Đây con hôm trước đây này nảy ác nhỉ. Nhiều mầm thế. Chi chít mầm này. Phía trước phía sau mọc nhiều ác nhỉ. Chi chít này. Những cái xùi xùi này cũng mọc lên nhỉ. Thích nhỉ. Bộ lão nhà nước này. Đỏ chót. Phẩm bộ lão nhà nước. Bộ lão nhà nước. Đấy. Đẹp. Bộ lão nhà nước. Sáng là mở hàng cái nào cho bác? Có được 2-3 cây. Dưới này hay. Mắt buồng chưa giò. Hay. Buồng chưa giò. Giang dương buồng đây này. Con đấy bao nhiêu tiền ạ? Con đấy thì bao nhiêu tiền? 1,8 triệu. 1,8 triệu, phía dưới. Đẹp. Con này thì hay, đang mốt. Xi đang sốt. Bệt, sạch cây. Vừa quái vừa... Đang hót. Dòng gió anh em đang săn lùng. Cây của... Đúng đấy. Đây, cây này. Cái trời mòi này ông nào mà biết chơi về mà chơi. Cái này rất dễ làm, mềm. Có hoa có quả, ăn được. Lá này ăn được. Người ta hay ăn sống. Quả này thì chín thì như chỉ chín tím như nho. Quả bò lắc tay. Thân thì thân gỗ nhưng mà rất dễ uốn. Mềm. Mà giờ sống rất khỏe. Đấy, quay lại cái hồng ngọc mai này, nhiều hoa thế nhỉ. Nó sẽ cây ở mịn. Để chơi thôi. Đấy, thơm ngát luôn. Ngửi tí, thơm. Hồng ngọc mai thơm lắm nhưng tất nhiên có quả. Mình gần ghé thì mình phát hiện nó là một cây để làm bonsai thì rất là chuẩn. Bonsai thì rất chuẩn. Rất dễ sống, rất dễ làm đá. Tất nhiên thì uốn vào dây ấy thì nó hơi khó vì nó giòn, rất là giòn. Nhưng mà bù lại thì nó rất là khỏe. Lá nhỏ, hoa đẹp, quả đẹp. Sang cây của anh Trương à. Anh à, xin chào nghệ nhân. Có cái ông nào hôm trước ông cũng hỏi cây từng vi nhỏ nhỏ của anh
Không biết cô gọi cho anh không? Đây, đây hôm nay có cây này, tường vi đây đó. Cây này là bao nhiêu tiền anh? Cây này là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Thì chưa nhỉ? Ô cây này hay này. Bệ biếc này, gớm luôn. Còn cha cha chén có 200 một cây một vé tí, làm nó khó chứ còn ra. Buôn như đấy. Tường Vi bao tiền anh Trương nhỉ? Ơi, cái nào? Tường Vi này 10 triệu. Tường Vi đây này cũng sạch sẽ rồi. Sạch sẽ rồi. Dăm riếc phong xương rồi. Chân bệ tạm được. Thân tốt, tự nhiên. Nói chung là cái thứ này là chơi hoa là vui rồi. Sạch sẽ, 10 triệu. 10 triệu. Cái này thì đâu đấy chắc 3 triệu. Trước có hỏi rồi. Ra gì thế? Đây, lộc vừ. Tôi chờ hỏi tí nữa tôi quay cái số của bác ấy, ai thích thì gọi. Đấy, lại ra đi rồi. Ra đi rồi. À đây, đầu xe đây nhá. Bác cứ gọi chưa muốn sai nhá. Cứ không để số lên trên đâu. Mệt. Bỏ cái này đi rồi. Sai. Thì chắc hôm trước đây, thì chắc hôm trước. Alo. Ai đây? Nay thấy nói giọng khàn khàn, đâm ra lại tưởng lần này vã nhiều bia quá. Đang ở Nam Từ Liêm. Xong rồi à? Chơi đi xong rồi à? Thế chiều nay biết đi đâu bây giờ? Thì anh em nào hỏi thì cứ bảo đến chỗ Đống Mác nhá. Đống Mác ngay đầu trên cắt chân Lò Đúc ấy. Mai còn đi tiếp ấy, còn đi nữa không? Cái này hôm trước có hỏi rồi, chưa chụp được. Hay là bao nhiêu đấy, tôi chả nhớ đâu. Cây cuộn này, từ đoạn này lên. Và hay, đoạn này thì chắc nuôi thêm mấy mầm thở cho nó biến đi. Nhưng mà cái vấn đề là chỗ này nó mỡ nó tốt. Nó mỡ. Cái đoạn này thì to hơn nữa. Nói chung là quét được sạch sẽ. Đoạn trên này. Nhiều tiền, không ít tiền. Cái xanh quê trước 12 triệu. Hôm nay nó này là lộc. Làm nhà một mình này các bác xem nhiều bác không ưa đâu, nhưng mà nó là cái phong cách của bác.
nhưng lại nó là cái đam mê chủ yếu. Mình cố gắng mình nói theo cái xu hướng mình là người làm cây, không phải là mình làm phóng sự. Các cố gắng hiểu cho nhé. Chúng ta đi xem cây và chúng ta lên cái trình của mình thôi, chứ còn mua bán được thì vui, không chẳng sao rồi. Bởi phiên chợ thì các bác ra được thì bác mua nó cũng tiện, chứ đưa về alo nó cũng khó. Đây cây 12 triệu, mặt này cũng hay. Danh quả này. Bét nhà quả luôn. Che xin cây thật. À, cái này xong rồi bác. À, thế là ra đi rồi. Đang cứ xem cây đấy mãi. Đấy, lại về với đại gia rồi. Xin chúc mừng. Cây đẹp mà. Vâng. Dành dành. Ở đây là cây ngày xưa có viết tên rồi nhưng mà quên rồi. Quên rồi. Quả. Ok. Cây trường qua giấy. Các bác hỏi giá thì cứ mạnh dạn alo nhé, chứ bây giờ báo nó cũng khó. Ok, con tay chuột này như mà như cái lư hương ấy nhỉ. Rồi, các bác nhé.